Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor Siemens công suất 7,5 kW, 10 HP 10 ngựa, kéo B5, không có chân. Đây sẽ là tem của motor công suất 7,5 kW này. Điện 3 pha 308 6.6. Dòng 3A định mức khi chạy 3 pha 308 16.2, khi chạy 6.6 là 9.3. Tốc độ là 1435 vòng trên phút, 4V cực điện. Mã là mã 132. Số bảo vệ khả kháng bụi IP55. Cấp chịu nhiệt di động sẽ là cấp F. Đây là phần trục ra. Đường kính trục ra là 38mm. Chốt KVS sẽ là chốt 10mm. Đường kính mặt bích là 300mm. Đường kính lỗ trên mặt bích sẽ là 5mm. Sau đây là hình ảnh bên trong của hộp cực điện motor Siemens. Chúng ta đấu điện 3 pha 380V ở 3 vị trí này để vận hành. Ngoài ra thì dưới nắp hộp cực cũng sẽ có sơ đồ đấu điện. Khách cần thêm thông tin có thể liên hệ với công ty chúng tôi, công ty Minh Motor, số điện thoại 090 146 0163. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng.